Hi, xin chào bạn quay lại kênh YouTube của mình. Thời gian vừa qua thì có rất nhiều bạn inbox cho mình hỏi là: anh ơi, tại sao em ngửi trong chai nước hoa chỉ được 1-2 nốt hương, em không ngửi được tất cả những cái nốt hương theo như cái ghi chú của chai nước hoa đó, hay là có phương pháp nào để tăng cái khả năng luyện mũi rồi tăng khả năng nhận diện mùi hương hay không? Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái cách rất là đơn giản, rất là gọi là gần gũi với cuộc sống hàng ngày để các bạn có thể tăng được khả năng nhận diện mùi hương hay gọi là luyện mũi của bạn. Và trước khi vào video thì đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của mình và có thể donate cho mình theo cái đường link ở phía dưới phần mô tả nếu như các bạn thích video của mình. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu. Cái phương pháp đầu tiên ở trong này nó rất là đơn giản thôi, đó là các bạn hãy ngửi thật nhiều, nhiều cả về chất lượng lẫn số lượng. Não ta hoạt động trên một cái cơ chế đó chính là ghi nhớ và tìm kiếm. Và khi chúng ta ngửi được những cái mùi hương mới thì não sẽ ghi nhớ lại, và khi chúng ta gặp lại nó thì não sẽ bảo nhắc chúng ta là à, đó là mùi hương mà chúng ta đã ngửi qua. Nó như kiểu là mùi của bông hoa hồng chẳng hạn. Khi các bạn chưa biết thì các bạn cần phải nạp nó vào trong não, và khi các bạn nhìn thấy bông hoa hồng lần sau nhìn thấy lại thì các bạn sẽ bảo là à, đó là mùi của bông hoa hồng và đó là bông hoa hồng. Nó rất đơn giản như vậy thôi. Và những cái mùi hương ở xung quanh ta có rất nhiều, từ những mùi hương tự nhiên đến những mùi hương nhân tạo. Mùi tự nhiên thì chúng ta có hoa, lá, cỏ, cành, mùi của sau cơn mưa, mùi cháy chủng các thứ. Còn những cái mùi hương nhân tạo thì có thể là những cái mùi hương mà các bạn điều chế trong phòng thí nghiệm này, hoặc là những cái mùi hương do con người tạo ra. Nó như kiểu mùi sô-cô-la ấy, thứ điều chế do sản xuất ra này, rất là nhiều. Và những nhà điều chế mùi hương ấy thì họ cũng dựa trên những cái sự vật sự việc, lấy ý tưởng từ những cái sự vật rất là gần gũi thôi để họ làm ra những cái mùi hương để có thể miêu tả nên cái khung cảnh trong một cái thời điểm nhất định. Nên là các bạn sẽ thấy rằng có những cái mùi hương nó rất nịnh mũi số đông, tại vì hầu như những cái mùi hương đó đều là những cái mùi hương quen thuộc của chúng ta. Còn có những mùi hương mà các bạn ngửi một phát là các bạn sẽ hình dung đến một cái khung cảnh gì đó, như kiểu là những cái mùi hương nó ẩm mốc, hay là những cái mùi hương nó xanh, nó ướt, thì các bạn sẽ gợi để nhớ đến các bạn cảm giác lạnh này, rồi cảm giác mát mẻ này. Đó, thì đó là những cái mà perfumer làm mùi, nó như kiểu là nghệ thuật ấy, sẽ truyền đạt tới các bạn. Đó là ngửi nhiều về mặt số lượng. Vậy thì chất lượng nó như nào? Thì mình sẽ miêu tả như này, những kiểu một cái bông hoa, để các bạn khắc họa được rõ hình ảnh của cái bông hoa thì các bạn cần biết là nó sẽ lúc nó đang còn là nụ này, xong rồi lúc bắt đầu nó chớm nở, lúc nó nở và lúc nó tàn, nó sẽ khác nhau. Và khi ta ngửi vào những lúc khác nhau thì chúng ta sẽ hình dung được toàn bộ quá trình biến chuyển của một bông hoa như vậy. Nên là các bạn ngửi một mùi hương thì các bạn cũng cần ngửi thật nhiều để chúng ta ghi nhớ và chúng ta khắc họa được rõ nét. Ngửi nhiều hoàn cảnh khác nhau nữa thì chúng ta khắc họa được rõ nét mùi hương đó nhất. Cái phương pháp thứ hai ở đây đó chính là các bạn hãy ngửi nhiều chai nước hoa có những nốt hương chính. Nếu như các bạn nào chưa biết làm thế nào để xem thành phần của chai nước hoa thì các bạn có thể lên trang fragrantica.com để xem. Ở đó là một chai nước hoa rất là uy tín ở thế giới. Và cái phương pháp này mình có trao đổi với vài anh em thì anh em bảo là nhận được hai luồng ý kiến trái chiều. Đó là một bên bảo là ngửi như thế thì nó sẽ gây gọi là nhiễu loạn cho những người mới. Nhưng mà với mình thì mình là một thằng tập theo cách như vậy. Mình thấy rằng là nó khá là hay. Khi mà bạn ngửi chung nhiều chai nước hoa có những chung những cái nốt hương ấy thì các bạn sẽ nhận thấy rằng là những cái nốt hương đó họ sẽ có cái kiểu làm mùi như thế nào. Và khi các bạn ngửi lại những cái chai nước hoa mới mà có cái nốt hương giống như vậy thì nó sẽ hình thành cái phản xạ. Ví dụ rất đơn giản nhá, như kiểu là vani nó sẽ có làm thiếu hướng ngọt và bột này, và có xu hướng bột. Và khi các bạn ngửi đến một cái mùi hương ngọt bột thì các bạn sẽ nhận ra là có thể nó là vani, hay là lavender, hay là violet, rồi iris. Nó sẽ tạo cảm giác hơi son phấn một chút. Thì khi các bạn ngửi cái mùi hương mà nó có cái kiểu son phấn thì các bạn sẽ nghĩ yêu đến là khả năng cao nó sẽ là những cái nốt hương hoa tím, hay là những cái nốt hương tiêu cay thì các bạn sẽ nghĩ yêu đến nó là có gia vị. Tất nhiên là cái này thì nó còn phụ thuộc rất là nhiều về cái brand này, về cái perfumer làm mùi. Nhiều perfumer làm mùi rất là khó đoán, các bạn không thể nào đoán được nốt hương trong đấy có gì. Và nhiều khi các bạn tưởng rằng ở trong đấy có cái nốt hương đấy, nhưng mà thực chất thì họ lại làm từ những nốt hương khác tạo hiệu ứng như vậy. Nên là cái này nó cũng chỉ là rèn luyện phản xạ một phần nào đó đúng, một phần nào đó thôi. Và nó sẽ áp dụng vào những cái chai kiểu designer nhiều hơn là những chai nước hoa nip và indie. Cách thứ ba mình có xem được ở kênh anh Sáng Nước Hoa Bình Loạn ấy, thì anh ấy có nói rằng là để cảm nhận được cái độ biến chuyển của một chai nước hoa ấy, thì các bạn chỉ cần xịt một chai nước hoa đó vào nhiều thời gian khác nhau, nhiều thời điểm khác nhau. Ví dụ các bạn chai CK One Shock này nhá, các bạn xịt ở tay này và 15 phút sau các bạn xịt ở đây,
15 phút sau nữa các bạn lại xịt ở đây. Và 15 phút sau nữa các bạn xịt ở đây. Tóm lại là 1 tiếng các bạn xịt 4 lần. Và mỗi lần cách nhau 15 phút. Thì khi mà các bạn ngửi thì các bạn sẽ cảm nhận được những cái nốt hương đầu, nốt hương giữa, rồi nốt hương cuối, độ biến chuyển của mùi hương ra sao. Thì các bạn sẽ cảm nhận được rõ nhất cái độ biến chuyển của mùi, nó có rõ độ biến chuyển hay không này, hay là mùi hương đó là một cái mùi hương đơn giản. Thì đấy, khi mà mình làm review mình cũng thực hiện theo cách đó để cảm nhận rõ nhất cái độ biến chuyển và những cái nốt hương chính, nốt hương phụ để so sánh cho các bạn. Thì đó là một cách mà mình chia sẻ đến các bạn. Và cái phương pháp cuối cùng đó là một cái bộ sản phẩm mà mình cũng mới được biết tới. Và thực ra thì nó cũng mới được ra mắt bởi một cái team do những người Việt Nam có tìm hiểu, có học về đam mê, về mùi hương ở nước ngoài cung cấp. Đó là chị Lan Thể. Chị có một, chị là admin của một cái page đó là Urban Food Culture. Thì nếu như bạn nào chưa biết cái page đấy thì mình cũng sẽ để link ở phía dưới cho các bạn. Đấy là một cái page viết về nguyên liệu, viết về nước hoa rất là nhiều và rất là bổ ích để cho bạn nào có cái đam mê thực sự với cái gọi là cái con đường nghiện ngập mùi hương này thì các bạn có thể tham khảo đấy. Thì đây là cái bộ mà mình mới mua. Bộ này nó có tên là như này. Đó. Và bóc này là cái bóc A, là bóc đầu tiên. Và trong cái hộp này thì cái hộp này mình đã mở ra khá lâu rồi. Cái hộp này, trong cái hộp này các bạn có thể thấy rằng là nó có 10 cái lọ con đánh số từ A1 đến A10. Và ngoài ra thì nó có một cái tập giấy để thử mùi và một cái quyển sổ hướng dẫn, một sách hướng dẫn. Cái sách hướng dẫn này rất là hay, là nó có cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Nên là những bạn nào mà kiểu dốt tiếng Anh như mình ấy, thì các bạn vẫn có thể mua để luyện tập. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái việc các bạn về cái quyển sổ này. Cái quyển sổ này nó có một điều rất là hay. Thứ nhất là nó ghi là, trong này nó ghi là có tháp thử mùi, tháp mùi hương. Ở đây sẽ ghi rõ đó là nốt đầu, nốt giữa, nốt cuối và năm ra đời, rồi cái các họ hương ở trong này nữa. Các họ hương này thì là do team của chị Lan chia chứ không phải là theo cái luật của thế giới nhá. Tiếp theo, kiểu đi đến kiểu là bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi thì họ sẽ hướng dẫn các bạn về cái việc là các bạn mở từng cái lọ kia ra và các bạn thử mùi như thế nào. Đây. Nó có hướng dẫn rất là rõ, như là đọc này, rồi đánh dấu, ngửi lại, nhúng ngửi, điền thông tin và lặp lại. Thì có một cái điều mà mình rất là thích ở cái hộp này, đó là cái thẻ học hương này. Ví dụ khi các bạn ngửi một cái mùi hương, tại vì nó không ghi tên nhé, nó chỉ đánh số từ 1 đến 10 thôi. Thì khi các bạn ngửi thì các bạn sẽ trả lời những cái câu hỏi ở trong này. Ví dụ như kiểu là, đây nhá, như kiểu là A1 này. Các bạn có thể trả lời những cái câu hỏi như kiểu bạn cảm nhận nồi nồng độ của mùi hương này như thế nào, rồi nếu mùi hương này có màu sắc thì đó là màu gì, và nó làm bạn liên tưởng nhớ đến cái gì. Rất là hay, rất là nhiều câu hỏi để các bạn có thể khắc họa rõ nét nhất về cái mùi mà các bạn có thể ngửi được. Và sau khi các bạn ngửi xong thì các bạn có thể xem đáp án ở phía sau là cái mùi bạn vừa ngửi là mùi gì. Thì trong này nó có mùi 10 mùi và họ cũng sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của bạn ở cái phía sau này. Mỗi một cái là, mỗi một trang là một cái mùi riêng, như kiểu tinh dầu hoa oải hương này. Thì nó sẽ có cái bộ phận trưng cất là cành hoa, rồi nguồn gốc là từ Pháp này, phân loại này là nguyên liệu tự nhiên, nhóm hương thảo mộc, mô tả mùi kiểu floral fresh này, rồi fruity citrus này. Đấy, rất là hay. Nên là mình nghĩ rằng nếu như bạn nào kiểu đi sâu về mùi hương thì các bạn có thể mua quyển này, mua cái bóc này. Mình cũng đang rất là mong chờ cái bóc thứ hai ra mắt. Và mình cũng có trao đổi với cái chị, với chị Lan ấy, thì chị có bảo là đây mình, bạn chị muốn chia sẻ đến cái sản phẩm này như kiểu là một cái nơi để cho bạn nào đam mê mùi hương, và hoặc là các bạn muốn bước đầu tìm kiếm đến cái công việc là điều chế mùi hương, thì đây là cái mà gọi là giúp cho các bạn có thể tiếp cận được rõ nét nhất về cái mùi hương. Sau này thì chị sẽ có nhiều hộp hơn, nhiều nguyên liệu hơn, và sẽ có những cái bài để link với nhau. Và cái hộp này như có giá là 600.000. Mình mua tính cả ship hay sao lại là 600.000. Và có cả một khóa học online, tất nhiên giá sẽ cao hơn để các bạn có thể hỏi những cái câu hỏi và chị có thể giải đáp những cái thắc mắc. Đó, thì
đó là chiếc hộp mà mình nghĩ rằng là nó rất bổ ích cho bạn nào đam mê và những thằng như mình. Quên mất không nói với các bạn đó là những cái nguyên liệu trong một cái hộp này thì nó có cả nguyên liệu nhân tạo lẫn nguyên liệu tự nhiên, và nó đều từ những cái nơi sản xuất nguyên liệu rất là uy tín từ Mỹ và Pháp, nên là các bạn ngửi các bạn có thể yên tâm về vấn đề nguồn gốc. Và vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn những cái phương pháp để các bạn có thể nâng được cái chiếc mũi lên, cảm nhận được mùi hương tốt hơn. Và nếu như các bạn có những cái phương pháp nào khác thì các bạn hãy cũng bình luận bên dưới, và đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của mình nha. Còn bây giờ xin chào, gặp lại, bye bye.